Nupan Lamsam, tỷ phú chống lưng bóng đá Thái Lan, điều hành đế chế 98 tỷ đô, nghiện Hermès. Nữ tỷ phú Nupan Lamsam trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều phụ nữ Thái Lan nhờ tài sắc và trí tuệ hơn người. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT mới đây chính thức bổ nhiệm bà Nupan Lamsam giữ chức trưởng đoàn bóng đá Thái Lan. Người hâm mộ bóng đá xứ Chùa Vàng không mấy xa lạ với người phụ nữ này. Họ dành cho bà cái tên thân mật Madam Pan. Madam Pan sinh năm 1966 tại Bangkok, tốt nghiệp chuyên ngành marketing tại Đại học Chulalongkorn danh tiếng. Sau đó, cô học thạc sĩ quản lý tại Đại học Boston. Nupan Lamsam thuộc thế hệ thứ 5 của gia tộc Lamsam quyền lực. Ngân hàng Kasikorn Kaiban là một trong những ngân hàng lớn nhất tại Thái Lan, thuộc quyền sở hữu của gia tộc Lamsam với tài sản 98 tỷ đô. Madam Pan là người thừa kế khối tài sản kết xù này. Em họ của Pan, Pathorn Lamsam, là giám đốc điều hành của ngân hàng, được Forbes xếp hạng là người giàu thứ 31 ở Thái Lan, với tài sản ròng lên đến 860 triệu đô la Mỹ. Phong cách thanh lịch sang trọng của Madam Pan truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ Thái Lan. Nữ tỷ phú thậm chí trở thành gương mặt thương hiệu cho Billy Pan. Sự góp mặt của nữ tỷ phú đã thu hút truyền thông khắp cả nước. Được yêu thích nổi tiếng là thế, nhưng Madam Pan dành phần lớn thời gian cho công việc chính, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tại Muay Thai Insurance, công ty bảo hiểm hàng đầu tại Thái Lan. Trước khi trở thành nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, Madam Pan giữ chức chủ tịch đội bóng Pro Football Club. Bên cạnh đó, Pan từng giữ chức trưởng đoàn đội tuyển nữ Thái Lan tham dự World Cup 2019 và nổi khắp các diễn đàn bóng đá lớn nhỏ với khoảnh khắc bật khóc khi đội tuyển ghi bàn đầu tiên. Nữ tỷ phú đã đầu tư 65 tỷ đồng cho công cuộc thúc đẩy bóng đá nữ Thái Lan. Pan khẳng định bóng đá vẫn là niềm đam mê chính, tình yêu lớn trong cuộc đời mình. Trong công việc, Madam Pan luôn thể hiện bản thân là người nghiêm túc, chuẩn chỉ. Pan nổi tiếng là lãnh đạo luôn quan tâm đến đời sống của các vận động viên dưới quyền quản lý của mình. Để động viên tinh thần cho thầy trò huấn luyện viên Mano Polking trước trận bán kết, Madam Pan đã chuẩn bị 15 phần quà gồm iPhone 13, túi sách và đồng hồ của những thương hiệu cao cấp. Nữ tỷ phú đã vung hơn 1 triệu bạc gần 700 triệu đồng cho sự kiện nhỏ này. Mỹ nhân không tuổi của làng túc cầu thừa nhận bản thân là kẻ nghiện mua sắm. Madam Pan là nhà phân phối thương hiệu thời trang cao cấp Hermès và ô tô Audi tại Thái. Với lịch trình bận rộn và khối lượng công việc dày đặc, Pan vẫn cố gắng dành thời gian chia sẻ phong cách sống của mình trên mạng xã hội. Nữ tỷ phú sở hữu hơn 600.000 lượt theo dõi trên Instagram. Mới đây, bà Lamsam, Madam Pan khẳng định không khí đội tuyển Thái Lan đang hưng phấn, các cầu thủ đều háo hức vào sân để giành chiến thắng trước Việt Nam. Hôm 21 tháng 12 là lần đầu tiên tôi xem toàn đội tập luyện, trước đó chúng tôi mổ băng đối thủ, tinh thần toàn đội tích cực và phải coi cuộc đấu Việt Nam như chung kết. Đây sẽ là một trận đấu khó khăn vì thứ hạng của đội tuyển Việt Nam tốt hơn chúng ta, Madam Pan nói. Tôi đã nói chuyện với nhiều cầu thủ, gồm đội trưởng Chanathip Songkransing, hậu vệ Trithathong Bumathan, tiền đạo Serasil Danda. Mọi người đều tự tin rằng họ có thể đạt được mục tiêu. Đội hình này có tính cạnh tranh cao, muốn thể hiện tiềm năng của người Thái. Chúng tôi sẽ làm tốt nhất có thể. Mục tiêu của chúng tôi là khôi phục niềm tin của người hâm mộ với bóng đá Thái Lan sau khủng hoảng. Muốn làm được phải phụ thuộc vào ý chí, tinh thần đồng đội và sự cổ vũ của người dân Thái Lan. Trước đó, nữ tỷ phú Lamsam đã rất ngạc nhiên khi biết tuyển Việt Nam là đối thủ ở bán kết. Tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp tuyển Việt Nam, nhưng nếu muốn vô địch, bạn phải sẵn sàng với mọi đối thủ. Đội bóng phải tập trung và chuẩn bị tỉ mỉ từng chi tiết, cũng đừng đánh giá thấp đối thủ, Madam Pan nói.